Okay, dương thuê app mới tiết tại tầng nâng map này tôi trai tại ở client bài sử dụng dương miên một chút bài trang này tầm bây map này tôi trai và miên bài service bài pass bài script bài group policy gì đó này hãy kiếm lược ở basic mới xâm anh mới cứ map này tôi trai tại ở client bài sử dụng dương bạn có xong con mình hãy map này tôi trai miên này thay dương share và folder mới nó lưu server nè và hay nó lưu client mơ khơi chia drive cái server chỉ folder tại client mơ khơi chia ấy drive chẳng bàn dừng hào thà map network ấy drive hay cũng nói là dừng map network drive này cứ đồng bay ai client hay server nghi nóng ca đọc đồ nó bỏ ấy bỏ tầm biệt còn tại đại cái sao nó lưu drive là server share ấy client ai share bỏ miền tại server còn tại đại ai cái sao là folder tại server share nè client nâng tựa lấy tựa bà ok chứng đâm bay thuê bạp nâng nè đâm bay thuê bạp nâng bà dương ba Windows Server people là pi để dương ba install chia domain controller bà domain dương chung thà lập mà đọc máu ok chứng bàn bà vì hãy hãy dương tự bạc ca folder mùi hãy dương share bà tự ai everyone because share tự ai specific user này là mùi nè ok chúng nó không try đi nick trong lúc này tranh bính hay trong bậc ca ở folder mùi nhé kì kì trong đại chúng ta E3 share ok bà ok chúng E3 share này bà dương đừng share ao specific user rồi còn user từng ở ta tam làm đầu ca bao nhiêu ok chúng dương right click là view máu giờ provide properties ok ok right click là view máu provide properties chúng khởi miễn sharing và chúng chỉ khởi by default nè by default E3 share is not share chúng bật not share chúng folder nâng để na cái để miễn sách tại administrator này mà sân domain control ấy controller thì chúng dương trong ca share là bay miễn ca chai ấy chạy đồng lấy ở user đó tí ai tra folder đồng bàn đài hay dương chạy đồng lấy permission của mặt nạ nó chỉ rương bỏ ấy bỏ dường nó hay miên pi chùm rương này ca xe nó xe chỉ lẹn nạ normal nó xe nó cũng rất ads advanced kì chân nhưng mà advanced xe hay xe normal của bạn đấy hay dương thích cái lại nhảy xe đi folder ok limit number of simultaneous user nó dương ai cũng nó nông pe từ mũi nước ao user bằng mát để ai access thì họ kiếm ao tại đọc user thì để ai access một căn folder nước nông pe tại ấy tại mũi nè ok hai mở permission nhưng mà by default ao everyone mà sau này dương up trong ao từ học này thì trong ao specific user này ấy là mũi nè chân dương gì ấy remove everyone chỉnh hai ai ở lại trong ao user là mũi và thì họ trong mà mới không domain controllers mà chấm nâng mà ok chấm nâng share ai user E3 you want it bằng chấm click password chấm reset password tí ok, chúng ta thả muối bạch ở trên password đây. Ok, chân dương đằng xe ơi ấy user và map drive ơi user ấy E3 you want nè. Ok, chân dương mau folder là dương mình. Ok, E3 US you want, hãy check mơ miền ở miền nè. Ok, permission ơi full control full control. Ok, apply ok và ok, chân dương khơi nhờ đâm bay cho tờ cam ở share folder này. Ok, chân user nâng từ vài tí tăng này share folder này nè. Ok, nick tí tăng này share folder sẽ là phí đó chứ một sân server để mới chứ một sân server S people là PDS DC. Ok, tôi tỏ máu folder này S để share chứ một sân server này ai chỉ nuôi đòi ai S IP nè. Ok ok chân dương ấy dương close với màu lơ server phần năng chỉ cài ấy chỉ cài sạch lơ client trao lock cho chỉ mua user mình nhé
Okay, chẳng nhau mày switch user. Hai dân lọc cho chỉ mua user ấy E3U1 password này ấy mùi. Và chẳng user đang nâng từ tool ban trái mùi pizza ấy server này. Ok, pizza server. Ok, chẳng đồng bên tool ban trái này. Dương ba computer máu dương khơi miên map network ấy trials. Ok, chẳng trong ban trials so ấy tì ho trong ban là so q nè. Ok, ok, chẳng follow format này nè slash pi đỏ server này cứ chmua server này có IP hay mà IP cứ mà rồi cả pi mà rồi hóc trăm bầy chơi mua chơi ấy đọc nè IP bỏ sơ ấy server nè. Ok, ai folder để xem mấy chỗ ấy, folder để xem mấy chỗ ấy, e, three, share, ok, dừng phí nịch máu, dừng được khơi bàn trái mùi, ok, nịch trái mùi, để xó nó cứ xó chủ nè, ok, nó lơ server chỉ folder, tại nó lơ client chỉ ấy, chỉ trái, chẳng hai bàn là dừng thả map network ấy trái, client này server cứ cho luôn lần này đấy, network. Tại sao tại dương ai sẽ bình ấy bình lĩnh nè. Ok, tí ho dương trong share information từ ai server. Ok, chương trình đã thà from client nè, from user ai e3us dù bọn nè. Ok, hãy ai copy rụp hiệp anh tích đã tới con nông năng tới nó này mình music vậy music của bạn này nè. Ok, lâu dương mà mơ là server vậy nhìn xa server nè ai mơ là folder nè đại dương bàn xe nè dương đường khơi từ tour bàn thì cài ấy cài ấn ok nở vậy đại dương bàn ấy bà ok server trong ai cài ấn vậy nè. Ok thì họ thập from ấy from server. Ok hay miền bắc cát pha lại mà chỉ luôn đang màu thì họ ok, là tầm mơ là client. Chẳng client nâng tổ ban phí server nè, nó bỏ tầm mơ nít, ok, mà mơ client. Mà, màu tra dù vết như khơi from server, chứ khơi miền bay ấy, bay phạm nâng nè. Chẳng miền thiếp nghi sưu nông cạp tì, data đồng viên client ở server. Chẳng nít chìa một chú bài basic mùi để dừng ao chú bộ tha map và network ấy drive to client by service, ok, hay dừng complete bản nâng nè. Ok, xong khâm tha dừng ai giờ vì chia một chiêu bài nông ca đọc lại bài nhà và dương bà mua cho nô tôi để nát ok thời dương phải chọn về phần này.